chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nhịp sống nước nga dt chúc các bạn một ngày vui vẻ các bạn thân mến hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách nhập cảnh vào nga đối với các bạn lần đầu tiên sang nga nếu không biết tiếng nga có gặp khó khăn gì khi nhập cảnh vào nga khi bạn lần đầu tiên đi ra nước ngoài điều băn khoăn nhất của các bạn là mình không biết tiếng vậy làm thế nào để sang đến nơi mà không bị lạc khi cần thiết thì hỏi ai khi đã đi một lần rồi thì bạn sẽ thấy rất đơn giản sau khi có visa và vé máy bay khi đi ra sân bay các bạn phải cầm trên tay gồm hộ chiếu việt nam đã dán visa giấy mời sang nga là bản sao vì bản gốc sứ quán nga tại việt nam đã thu giữ nếu do học sinh cần thêm giấy xét nghiệm hiv và không thể thiếu là vé máy bay nếu bạn đi du lịch hoặc thăm thân bạn phải bắt buộc có vé chiều đi và chiều về nếu bạn sang đi làm việc thì chỉ cần vé một chiều nếu bạn đi du lịch theo kiểu tự túc bạn phải có thêm giấy xác nhận đặt phòng khách sạn bạn có thể cần thêm số điện thoại công ty hoặc cá nhân mời bạn sang Nga. Trong giai đoạn hạn chế kiểm dịch, ngoài các giấy tờ cần thiết để nhập cảnh vào Liên bang Nga, bạn cần. Trước khi bay phải xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR. Phản ứng PCR là phương pháp có độ chính xác cao để chẩn đoán nhiều bệnh nhiễm trùng dựa trên việc phân tích vật liệu di chuyển ADN và ARN. Khi nhập cảnh, bạn cần mang theo xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính ít nhất 3 ngày bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nga trước khi đến Liên bang Nga một điều lưu ý là hành lý tùy theo bạn bay hãng bay việt nam airlines hay aeroflot mà hãng có quy định và hành lý khác nhau và vào từng thời điểm khác nhau vì vậy bạn phải xem cụ thể trên vé là bạn được phép mang bao nhiêu kiện hành lý ký gửi và mỗi kiện tối đa bao nhiêu kg hành lý sách tay được bao nhiêu kg bạn phải tuân thủ đúng như ghi trên vé nếu khi bạn không muốn bị nhân viên ở sân bay bắt bạn mở ra và bỏ đi bớt hành lý khi đi qua cửa kiểm soát an ninh ở cả việt nam và nga các bạn lưu ý Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không sẽ yêu cầu bạn cởi bỏ áo khoác, mũ, giày, dép, thắt lưng, vật dụng cá nhân, tùy vào cấp độ an ninh hàng không tại các cảng hàng không và các đồ vật khác mang theo người. Bạn đặt các đồ vật, chất lỏng, thiết bị điện tử vào khay và đưa qua máy soi tia X trước khi đi qua cổng từ. Nếu không có gì bất thường, họ sẽ cho bạn đi qua. Nếu có gì bất thường, họ sẽ yêu cầu bạn cho kiểm tra lại một lần nữa. Bạn phải chấp hành nếu không sẽ bị từ chối bay các bạn hết sức lưu ý khi lên máy bay tuyệt đối không được phát ngôn vô trách nhiệm như tung tin sai sự thật hút thuốc trên máy bay mở cửa máy bay vân vân ảnh hưởng đến an toàn bay bạn sẽ bị an ninh sân bay đưa ra khỏi máy bay rất may cho các bạn là cho dù bạn bay trên chuyến bay của việt nam airlines hay aeroflot thì trên chuyến bay cũng luôn có rất đông người việt đi cùng bạn chỉ cần hỏi họ xem có sang nga hay không nếu họ cũng sang nga thì đơn giản là các bạn cứ đi theo bám sát họ, họ làm gì thì mình làm theo, mà chẳng cần phải hỏi gì. Nếu bạn muốn tự mình khám phá, thì cũng rất đơn giản, tiếng Nga hay tiếng Ả Rập cũng chơi tuốt. Bạn tài về điện thoại của bạn ứng dụng Google Dịch và học cách sử dụng thành thạo nó, cứ chỗ nào có tiếng Nga là bạn lôi điện thoại ra dịch. Một điểm nữa là khi lên máy bay bạn nên ăn mặc lịch sự, đầu tóc, giày dép gọn gàng cho dù bạn là ai và sang Nga làm gì. Bạn cũng cần tỏ ra mình là người lịch sự có văn hóa đừng ui sùi quá, vừa gây ác cảm cho nhân viên tại sân bay của nước bạn, vừa làm xấu đi hình ảnh của bạn cũng như của người Việt Nam. Nhất là các ông, bà lớn tuổi sống lâu năm ở quê khi sang Nga cần được con cháu lưu ý tân trang cho gọn gàng. Tại sao vậy? Vấn đề này tôi sẽ nói ở phần sau. Thủ tục nhập cảnh tại Nga Khi đến sân bay Nga, bạn phải chờ để làm thủ tục nhập cảnh vào Nga, đây là khâu mà mọi người mệt mỏi nhất. Vì nhiều lý do nên biên phòng Nga thường xếp cho người Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh trong một đến hai luồng riêng biệt và các bạn phải xếp hàng để chờ đến lượt, không chen lấn xô đẩy. Bạn cần phải chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc cho gọn gàng ngay ngắn, lịch sự, tư thế đứng cũng phải cho ngay ngắn, tuyệt đối bạn không bao giờ cho phép mình ngồi xồm hoặc ngồi bệt xuống đất ở những nơi công cộng. Bởi nhìn bề ngoài tươm tất sẽ là điểm cộng để nhân viên biên phòng có thiện cảm với bạn. Nếu bạn lôi thôi nhếch nhác, họ sẽ nghĩ mục đích sang Nga của bạn đáng nghi ngờ bạn sẽ gặp những phiền phức không đáng có bởi nhân viên biên phòng nga vẫn làm việc theo kiểu quan liêu và cảm tính nếu họ không thích bạn họ sẽ làm cho bạn mệt mỏi và rắc rối vậy nên hãy thật gọn gàng lịch sự nhất có thể các bạn nhé đó cũng là thể hiện tư cách người việt nam khi đi ra nước ngoài mình là con người của một đất nước văn minh lịch sự chứ không phải là một đất nước nghèo nàn lạc hậu bạn cầm sẵn trên tay hộ chiếu bản sao giấy mời sang nga hoặc xác nhận đặt phòng nếu đi du lịch tự túc số điện thoại công ty hoặc cá nhân mời bạn sang nga khi đến lượt bạn xuất trình các giấy tờ cho nhân viên biên phòng bạn nên đứng ngay ngắn nếu không biết tiếng nga cũng không sao trong trường hợp bất đắc dĩ bắt buộc phải trả lời hoặc nghe nhân viên biên phòng nói thì trong một video trước tôi đã có một video hướng dẫn các bạn phiên dịch tiếng nga sang tiếng việt và ngược lại các bạn tìm và xem nhé trong một số trường hợp nhân viên biên phòng sẽ yêu cầu bạn cung cấp số điện thoại của công ty hoặc cá nhân mời bạn sang để họ gọi điện trực tiếp xác nhận thông tin bạn nên ghi sẵn ra một mảnh giấy nếu họ yêu cầu thì đưa cho họ để họ gọi điện xác minh sau khi nhận giấy tờ xong có thể họ sẽ yêu cầu các bạn lùi lại chờ đợi họ xác minh và giải quyết cho người tiếp theo các bạn đừng lo lắng đây là chuyện bình thường khi sang nga các bạn lùi lại nhưng đừng đứng quá xa để có thể nghe thấy khi nhân viên biên phòng gọi tên sau khi đã kiểm tra xong sau khi kiểm tra xong họ cho phép bạn đi qua cửa biên phòng lúc này bạn mới chính thức đặt chân vào lãnh thổ nga có một số trường hợp sau khi kiểm tra họ thấy giấy tờ của bạn có vấn đề họ sẽ cho bạn vào phòng riêng để chờ xác minh thêm lúc này bạn cần bình tĩnh chấp hành bí mật thông tin cho người cùng đi hoặc gọi điện cho nơi đã làm giấy tờ cho bạn sang để họ giải quyết để làm điều đó điện thoại của bạn phải còn đủ pin và kết nối wifi miễn phí của sân bay bởi bạn sang nga lần đầu thì sẽ không thể có sim cát của nga để gọi điện vì vậy phương tiện liên lạc của bạn lúc này là các mạng xã hội như facebook viber zalo whatsapp vân vân nếu bạn không tự xoay sở được và nhân viên biên phòng nhận thấy bạn bị cấm nhập cảnh thì bạn sẽ bị gửi trả lại về việt nam trên chuyến bay gần nhất nếu giấy tờ của bạn không có vấn đề gì họ sẽ trả lại giấy tờ cho bạn bạn cần cất cẩn thận giấy tờ vào túi của mình để phòng rơi hoặc thất lạc bây giờ bạn sẽ có thêm một tờ giấy nhỏ chứng nhận bạn đã nhập cảnh vào nước nga và bạn luôn nhớ bạn không được làm mất tờ giấy này cho đến khi bạn ra khỏi Nga. Vì không có cơ quan nào cấp lại tờ giấy này cho bạn. Nó sẽ rất cần cho các bạn đi họ, si hoặc làm việc tại Nga, vì mỗi khi gia hạn hoặc giao dịch với chính quyền địa phương họ sẽ luôn hỏi tờ giấy này. Khi rời khỏi cửa khẩu biên phòng bạn đi xuống phòng lấy hành lý, các bạn nếu không đọc được bảng chỉ dẫn khu vực lấy hành lý cho chuyến bay của bạn thì bạn cứ đi theo người nào là người Việt Nam thì sẽ tìm thấy. Bạn lấy đồ và đi ra ngoài khi ra cửa ngoài cùng nhân viên hải quan sẽ yêu cầu soi hành lý của bạn để kiểm tra lần cuối. Vì vậy, bạn không nên mang quá 3kg rau xanh hoặc hoa quả tươi nếu không muốn bị tịch thu. Mình khuyên các bạn tốt nhất không mang theo đồ ăn, vừa dễ bị tịch thu mà không cần thiết vì hiện bên Nga đồ ăn Việt cái gì cũng có. Những giấy tờ cần hoàn tất khi đã vào Nga Khi bạn đã vào Nga, theo luật trong vòng 3 ngày bạn phải hoàn tất các giấy tờ sau. Đăng ký tạm trú, dán visa mới tùy mục đích chuyến đi như đi học, đi lao động riêng đi du lịch, đi thăm thân bạn, chỉ cần đăng ký tạm trú. Để làm được bạn chỉ cần đưa giấy tờ cho cơ quan hoặc cá nhân mời bạn sang. Riêng với du lịch tự túc thì khách sạn tự làm cho bạn. Nếu bạn sống không đúng nơi bạn đăng ký tạm trú, bạn có thể bị phạt hành chính từ 2.000 giúp đến 5.000 giúp và có thể bị trục xuất. Ở Nga công an Nga có thể kiểm tra giấy tờ của bạn bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào và bạn cần vui vẻ chấp hành nếu bạn là công nhân của xưởng may của quán ăn của công ty thì cơ quan mời sẽ chịu trách nhiệm hoàn tất giấy tờ của bạn đến đây chắc hẳn các bạn đã tự biết làm thế nào để sang đến nga rồi chúc các bạn có chuyến đi may mắn công việc thuận lợi các bạn thân mến chúng tôi xin khép lại video tại đây nếu có ý kiến thắc mắc hoặc cần tư vấn xin hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại bên dưới video cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin hãy ấn like ấn chuông ấn đăng ký để xem được các video mới nhất xin trân trọng cảm ơn